Có lẽ trong chúng ta, ai cũng đã từng gặp những kẻ si tình, có thể vì tình yêu mà làm tất cả. Rồi thất tình sẽ đem lòng uất hận mà làm điều mù quáng. Tuy nhiên, câu chuyện của một kẻ si tình dưới đây sẽ không khỏi khiến bạn bất ngờ vì cách trả thù đáng yêu của nhân vật chính trong chuyện. Hãy cùng Độc Đáo TV theo dõi nhé! Là một người lao động bình thường quê ở Đông Bắc Trung Quốc, anh Thôi và bạn gái cùng là công nhân trong công xưởng. Tuy nhiên, sau một thời gian, anh Thôi phát hiện bạn gái lừa dối mình để qua lại với đốc công trong công xưởng. Không chỉ bị cướp người yêu, anh Thôi còn bị người quản đốc ném anh cùng đồ đạc ra ngoài trong một chiều mưa. Dù tức giận tột độ, nhưng vì gầy gò, sức khỏe không bằng họ nên anh Thôi lực bất tòng tâm không thể kháng cự. Vì vậy, anh quyết tâm lập chí lên Thiếu Lâm tự học công phu để quay trở lại báo thù. Vì không có giấy giới thiệu, anh Thôi không thể nhập học tại Thiếu Lâm tự. Sau một vài ngày lang thang, anh quyết định lên núi để tu hành thành đạo sĩ, sống ẩn dật với thiên nhiên và cây cỏ. Anh Thôi dừng chân ở phía sau núi Tung Sơn, tỉnh Hà Nam và dựng nhà đá sống một cuộc sống ẩn dật tạm thời. Lúc trước, tôi thường xuyên nằm mơ thấy nữ oa nương nương gọi mình. Sau khi lên núi, tôi phát hiện ra một hang động tên là Động Mẫu thờ nữ oa. Từ đó, tôi quyết định ở lại nơi này, anh Thôi chia sẻ. Cuộc sống của Thôi đạo sĩ vô cùng đạm bạc, anh tự trồng rau và ăn rau dại mọc trên núi. Tuy ở trên núi, nhưng anh Thôi vẫn liên lạc với thế giới bên ngoài bằng điện thoại di động. Vì chỗ ở không có điện nên cách ngày anh lại phải xuống núi để sạc nhờ điện thoại. Trong gia đình anh còn có 6 anh chị em khác. Mọi người thường đến khuyên giải anh quay về, nhưng anh cho rằng làm công quá mệt mỏi, phức tạp, còn thường xuyên bị mắng nhiếc, khinh bỉ, không bằng lên núi sống tự do tự tại, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hơn 2 năm sống ẩn dật trên núi, hàng ngày phải trèo đèo lội suối giúp thân thể anh Thôi trở nên cường tráng hơn rất nhiều, sức khỏe cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, anh cho biết, kể từ khi bị bạn gái phản bội, anh đã không còn hứng thú với phụ nữ. Anh lên núi sống ẩn dật là muốn nhìn vào nội tâm của chính mình, khi nghĩ thông suốt sẽ rời đi, nếu không thể nghĩ thông được sẽ ở lại trên núi, sinh lão bệnh tử cùng tự nhiên. Vừa rồi, các bạn đã cùng Độc Đáo TV theo dõi câu chuyện quyết tâm học võ để trả thù tình của đạo sĩ Thôi. Nếu yêu thích, hãy bấm like hoặc subscribe cho kênh để được theo dõi những video thú vị khác được phát hành hàng tuần nhé!